anh gì vô ly lúc lúc lúc. Hola, mola, cola. Hello, xin chào mọi người. Bữa nay là nhà mình cắt một cái cây cổ thụ lớn á. Và mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Ở đây thợ, ở đây người ta cắt, đa số thợ ở đây là thợ cưa cây, là người ta đến từ mấy cái nước ở Nam Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha đó mọi người. Người ta làm rất là chuyên nghiệp, leo thăng thắt thăng thắt. Bây giờ người ta đang chuẩn bị đồ ở phía trước, đây mình quay mọi người xem nha. Họ mang tới có cái bồn phía sau là cái việc cắt cây người ta bỏ vô đó, còn người ta chở mấy nhánh cây dọn dẹp sạch sẽ cho mình đó. Vì người ta có cột dây đó mọi người, cho nên là gọt để kéo. Nhưng mà cây này cũng thuộc là nhỏ nhất trong những cái cây xung quanh nhà mình nè. Mọi người thấy cái mình nó không? Mọi người thấy cái mình của nó không? Đó. Nó nha. Rồi mình còn một cây này. Cây ở phía ngoài góc bên kia. Với lại cái cây ngay đây nữa nhà mình. Cây đó hình như chúng là nhỏ nhất trong mấy cái cây ở trước nhà đó. Còn cái cây này thì nó có một cái nhánh muốn rớt xuống rồi nè mọi người. Nhưng mà chưa rớt xuống đất nhưng mà gãy rồi đó. Cái gì nó cũng có hai mặt thôi mọi người. Cổ thụ nhiều thì mùa hè nó râm, nó rợp, nó mát, nhưng mà tới mùa thu lá nhiều quét dọn mệt. Chứ nếu mà mấy cái nhánh cây mà nó bự lên cao nó rớt xuống cũng rất là nguy hiểm. Oi, how they put up there? Nhánh đó là nó gieo qua nhà người ta đó mọi người. Xong rồi bắt đầu người ta phải cột dây qua cái phía bên này để ở dưới này mấy người ta kéo, lúc mà cưa người ta kéo qua phía này.
anh gì vô ly lúc lúc lúc. Nơi gỗ này cắt xong rồi nè mọi người. Đó, phía bên này là nguyên cái đống, nguyên cái khúc cây nè. Trời ơi, nó bự lắm mọi người ơi. Hồi sáng giờ mới dợi vô trong sân sau, trong bắt da một mớ mấy cái cây nhỏ nhỏ rồi. Giờ mấy cái bự nào ông xã mình cũng sẽ lăn từ từ. Nhiều lắm, nhiêu đây là đốt hai mùa đông luôn á. Mọi người coi cái thanh của nó bự chưa nè. Cái lõi gỗ của nó nè. Bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4. 4 tấc. Đây. Rồi cắt xong rồi xếp lại đây cho mình. Chành ra chành, khúc nào ra khúc đó. Xong bây giờ mình rảnh thì mình phải dỡ vô từ từ. Ông xã mình cũng sẽ lăn mấy cái khúc bự này. Còn mấy mẹ con sẽ lên mấy khúc nhỏ. Mọi người ơi, người ta cắt cây xong rồi. Hồi sáng giờ cắt cái cây đó không là 2 tiếng đồng hồ. Là nhà mình, mẹ con mình ngồi trước này 2 tiếng luôn. Giống như là coi phim vậy đó. Trưa nay khỏi nấu cơm ra ngoài ăn luôn. Giờ ta cắt xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu mọi người thích video của mình thì nhớ nhấn like, share, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye bye.